Địa phương bổ sung số ca mắc COVID-19 lớn gây khó khăn trong đánh giá tình hình dịch. Theo Bộ Y tế, một số địa phương thông báo bổ sung số ca mắc COVID-19 với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, báo cáo các trường hợp mắc COVID-19. Theo Cục Y tế Dự phòng, hiện tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1 với khả năng lây nhanh, nhất là thời gian vừa qua cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Ngoài ra, một số địa phương thông báo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trong thời gian tới, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo cơ quan y tế địa phương thường xuyên rà soát số liệu và báo cáo kịp thời. Không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch theo nghị quyết 128/NQ-CP, tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong, tuân thủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo đầy đủ các trường hợp mắc COVID-19, bệnh truyền nhiễm nhóm A, ngay sau khi có chẩn đoán. Đảm bảo trong vòng 24 giờ theo quy định về Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng để kịp thời để báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, Sở Y tế Hải Phòng đăng ký bổ sung 402.830 ca, Thái Nguyên đăng ký bổ sung 152.485 ca, Nghệ An bổ sung hơn 4.400 ca mới. Theo thống kê của Bộ Y tế đến ngày 15 tháng 8, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.367.479 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.098 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.